Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Phát Computer. Và nếu như anh em xem được video này thì hôm nay cũng đã là ngày mùng 1 Tết rồi. Và không biết thì anh em đã đi chơi được những đâu, cũng như là anh em đã được bao nhiêu tiền lì xì mừng tuổi rồi. Còn mình thì mình vẫn phải ngồi đây để có thể là hoàn thiện nốt những cái công việc của năm 2018 mà mình chưa làm xong. Và điển hình nhất đó chính là một chiếc RTX 2080T đến từ MSI. Bên MSI có gửi cho mình, tuy nhiên thì hôm nay thì mình sẽ hoàn thiện nốt cái chiếc RTX 2080T này. Mặc dù vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu đến cho anh em bất kỳ một cái sản phẩm gaming gear hay là PC nào, mà mình sẽ dành thời gian này để có thể tâm sự với anh em nhiều hơn trong dịp đầu xuân năm mới này. Và lời tiên thì mình cũng xin được cảm ơn đó chính là tất cả những khách hàng đã mua hàng của Phát trong năm 2018. Và nếu như có dịp cũng như muốn mua các thiết bị gaming gear hay PC thì đừng quên ghé thăm Phát trong năm 2019. Và đặc biệt đó chính là đầu dịp đầu xuân năm mới này, để chúng ta có thể nhận được những ưu đãi cũng như là các khuyến mại ở trong dịp đầu xuân này. Thứ hai nữa thì bọn mình xin được cảm ơn đó chính là những nhà phân phối cũng như là các hãng luôn đồng hành cùng Phát Computer để gửi đến cho Phát những cái sản phẩm tốt nhất, và đặc biệt là gửi đến cho team bọn mình những cái sản phẩm mới để bọn mình có thể review gửi đến cho anh em những cái gọi là bài đánh giá chính xác và chân thực nhất. Và cuối cùng thì bọn mình xin được cảm ơn đó chính là các bạn subscriber của kênh YouTube Phát Computer luôn ủng hộ bọn mình và theo dõi bọn mình trong cái thời gian vừa qua. Mình thì cũng nhận kênh YouTube của Phát thì cũng được một tháng rồi, và hy vọng thì trong năm 2019 này thì mình có thời gian làm việc ở đây lâu hơn để có thể giao lưu cũng như là trò chuyện với anh em nhiều hơn, cũng như gửi đến cho anh em nhiều cái hơn nữa, cũng như các sản phẩm liên quan tới đó chính là build PC hay chọn gaming gear làm sao hợp lý nhất với cái nhu cầu mà anh em đang sử dụng. Một lần nữa thì mình xin được kính chúc tất cả các bạn đang xem video này một năm mới tràn đầy sức khỏe, cũng như là các bạn đạt được nhiều thành công hơn trong năm 2018. Cũng như nếu như anh em có nhiều tiền lì xì mừng tuổi thì đừng quên ghé qua Phát của năm 2019, thì bọn mình sẽ mở cửa bán hàng trở lại vào ngày mùng 8 tháng 1 tính theo ngày âm đấy. Thì các bạn có thể chạy qua Phát để có thể mua được những cái thiết bị PC hay gaming gear phù hợp với các bạn nhất, cũng như là nhận được những ưu đãi tốt nhất trong dịp đầu xuân năm mới này. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp. Chúc một năm mới.